chào các bạn đến với Cửa Lo buổi sáng. Khung cảnh hết sức thơ mộng. Đây là khu vực bờ biển ngay sát đảo Lan Châu. Phía trước mặt các bạn là đảo Lan Châu luôn. Đảo Lan Châu thì nó gọi là đảo, nhưng mà là nó có một cái con đường dẫn vào đất liền luôn. Đó, chính xác ở đây phải gọi là bán đảo thì nó mới đúng. Mình không biết trong quá khứ đảo Lan Châu nó có tách hẳn với đất liền hay không, và cũng có thể là trong quá khứ nó tách hẳn với đất liền thật thì người ta mới gọi là đảo. Nhưng mà với hiện trạng như bây giờ thì đảo Lan Châu ấy thì phải gọi là bán đảo Lan Châu thì nó đúng hơn. Và nó chỉ là một cái đảo nhỏ thôi. Đảo Lan Châu thì nó có một cái cầu cảng bên này này. Một cái gọi là cái bến tàu ấy, bến tàu Lan Châu ấy. Thì buổi sáng ấy là khung cảnh ở đây hết sức là đẹp. Và ở đây có những gọi là có những cái con tàu của công ty Song Ngư Sơn, người ta thường thường cập vào đây để chở khách, đưa khách đi ra đảo Ngư, rồi đưa khách đi từ đảo Ngư đi ngược lên sông Lam, rồi qua đền Củi, rồi qua một số địa điểm chẳng hạn như là bến Giang Đình Cổ Độ ở Nghi Xuân Hà Tĩnh. Đó. Sắp tới thì khách sạn Song Ngư Sơn sẽ đón khách vào tầm tháng 7 năm nay. Đâu đó khoảng ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019 ấy thì khách sạn Song Ngư Sơn sẽ bắt đầu đón khách. Chia sẻ với các bạn luôn đấy là cái khu vực bờ biển này là rất ít người tắm. Hiện tại rất ít người tắm. Phía ngay đầu kia ấy là cửa sông Cấm, thành ra cái khu vực biển này nó có thể sẽ đục hơn những cái vùng biển khác. Ở trên bụng có những cái lồng này, hình như là những cái lồng này để bắt cua ghẹ hay sao á. Anh đây có một cái mủng vừa đi về, chủ yếu là người ta đánh bắt cua ghẹ thôi. Cao gì à, đây là cua đinh phải không gì? Dạ, cua củ kỳ, đây gọi là cua củ kỳ. Cua này bao nhiêu tiền cân gì? 350 một cân. 250 một kg. Cua này bắt có xa bờ không gì hay là gần bờ? Cua này đánh trong đá. À, trong đá ngoài đảo đúng gì? Con này ngon thơm thịt lắm. Rất ngon thơm thịt này. Mọi người nhớ đến mua ủng hộ nhá. Này, cua củ kỳ này. 200 đó là mở hàng chứ gì đấy này? Mở hàng. Rẻ, cua quá rẻ luôn, 200 quá rẻ. Một con em cũng lấy đi làm về nhờ cái lồng. À đâu, cái túi kia, túi này em được lấy. Nhờ cái lồng sánh qua nó chơi. Ok, không hát nhờ. Ok. Nhờ cái lồng sánh qua em ơi, nếu cho con. Em có nhiều không? Ừ, cua chắc thật. 200 bạc ấy là chẳng có một con. Còn đây là còn một mớ này. Con cá này cầm mũi. Con lấy đi em thử xem có ngon. Cú luộc lên à? Cá mú, cá mú nhỏ. Con này bỏ vào đây nó tanh. À thế không lấy. Con này đi thành để riêng. Con này chắc sống lâu, để lâu được không chị? Được. Một kia cho nó vào. Một trăm hả? Một thùng cầm chạy vô kia. Mua cái xăng này nó 3 thùng. 3 thùng nữa. Con đang lấy đằng gì rồi. Nó là đến 3 thùng. Nó là 10 bao đấy. Để ra đây mình đây là khu vực bờ biển ngay phía trước đảo Lan Châu nha. Giao gì? Dưới lồng này là bắt cua ghẹ à gì? Bắt cua. Bắt thì con củ kỳ đúng không? À, con cua củ kỳ. Một ngày này thì bắt được nhiều không? Ngày thì dăm cân. Dăm cân á? 5 cân. 5 cân. Tức là mình đi một chuyến là gì? Một chuyến. Dạ. Là ngoài cua củ kỳ ra thì có bắt được con gì nhiều không?
ghẹ đá nó. Dạ. Con ghẹ đá nhỏ nhỏ nó. Dạ dạ, ghẹ đá với cua cù kỳ. Một cân là bao nhiêu tiền gì? Cân là 120.000 là cua cù kỳ. Con ghẹ đá là một cân là 20.000. Ghẹ đá một cân 20.000. Rẻ. Cảm ơn dì nhá. Bây giờ là mặt trời nó đang lên, thành ra mình quay cái hướng này ấy, thì chắc chắn nó sẽ chói. Đây nguyên đảo Lan Châu đây này. Đấy, cho mọi người ngắm cảnh một tí nhá. Cái bãi đá này là cái nơi mà nhiều người người ta đến để chụp ảnh cưới. Ngay cái bãi đá ở đây luôn. Những cái bãi đá này là hàu nó bám ghê lắm, hàu nó bám. Đầu kia có một cái bến tàu là bến tàu đảo Lan Châu đấy, lúc nãy mình có nói đấy, là bến tàu đảo Lan Châu, là những cái du thuyền của công ty Song Ngư Sơn ấy, người ta chở khách ra đảo ngư là đều cập ở đó cả. Lầu Nghinh Phong này, nhà hàng ở ngay trên đỉnh của đảo này, nhà hàng Song Ngư Sơn này. Rồi có mộ cô ở trên này này. Lầu Nghinh Phong, mộ cô. Lầu Nghinh Phong là nơi vua Bảo Đại ngày xưa ông ấy làm cái lầu Nghinh Phong đó là đỉnh hóng gió. Để hóng gió ấy. Nghinh Phong nghĩa là đón gió, nghênh đón gió. Những cái bãi đá tự nhiên như này trải qua hàng nghìn năm dưới tác động của sóng, của gió, nó đã tạo ra những hình thù hết sức khác biệt. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên like, comment, share. Super Show Anh Tuấn.